chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Shot 110 độ có sự lột xác là hoàn hảo bằng gót combo hàng đỉnh. Được độ lại theo một cách là đầu kiển tại Thái. Cái mẫu xe số 0.2 Shot 110 độ với biển số là Tứ Quý 3 của một dân chơi xe ở Việt Nam càng trở nên chất chơi hơn, cuốn hút hơn, có giá trị hơn rất nhiều với món đồ chơi chất. Phần đầu xe được đổi mới hoàn toàn. Thay vì là nhà nhà đều hướng tới dùng lại đồng hồ Casio điện tử, thì chủ nhân của chiếc CUS khi đã đi ngược lại với thời đại khi bỏ ra một số tiền hơn 1 triệu đồng để order đồng hồ của Spark. Bên cạnh đó còn có cụm tăng tốc Uno 1 giga và cụm on-off cùng thương hiệu. Cái cụm tăng thắng Dixin đã được độ lại bằng tăng thắng CNC tích hợp 6 số tăng đường, được chuyền xuống cái heo dầu Rainbow Bicker 2 mét xứng, được ở bên dưới và bắt vào hệ thống treo trước thông qua một phát heo được CNC riêng. Chiếc xe cũng được chọn nhẹ phong cách Smart Nano, tên gọi của Cosirus 110 ở Thái. Vì vậy luôn có cả rổ trước và cần đặt máy cũng như là tem mô phỏng theo đúng mẫu xe của nước bạn. Cận cảnh hơn dàn chân thấy được cấp ảnh quen thuộc niền nhôm SL vàng chữ đỏ. Niền này cũng rất hiếm ở Việt Nam và rất khó tìm. Sản phẩm này có mức giá trị cũng khá chát, nhưng bù lại người chơi được trải nghiệm một dòng sản phẩm là khá đẹp, bao cứng cáp và trọng lượng rất nhẹ hơn những dòng sản phẩm khác đang có mặt ở trên thị trường. Hệ thống chơi sao cũng được trang bị phục Raceboy bình dầu rời để cải thiện cái độ giảm sóc cho xe. Ngoài ra do kích thước phục rất lớn mà còn có thêm bình dầu, vì vậy phải cắt rộng thêm cái dàn áo một chút xíu để không bị cạ làm chạy phục. Một trong những phiên bản touring cuối cùng của cái dòng là Exciter 135. Và xe độ ở nước ta hiện nay cũng rất là đa dạng về kiểu dáng. Các phiên bản độ cũng nhức đầu từ vài triệu cho đến là hàng trăm triệu, và những phiên bản hàng đỉnh được ra đời nhiều hơn. Từ những bản độ đều có vẻ là riêng biệt và lợi ích của em nó dành cho người dùng là rất cao. Và dưới đây là một bản độ phong cách touring của một cái phiên bản độ hiếm hoi cuối cùng của cái dòng Exciter 135. Bản độ nhẹ nhàng trong cái dàn áo là xanh trắng, tỏ sáng dưới ánh sáng là ấm ấm. Xe còn được trang bị thêm rất nhiều món đồ chơi đúng phong cách của touring, đúng tiêu chí của dân đi phượt. Xe còn được trang bị cặp led L4 và có bộ phát CNC. Thanh cắt ngang đầu xe, công dụng nó là giúp chữ xe thấu hiểu. Em nó còn được trang bị ổ sạc điện thoại, tiện lợi trong những cái chuyến đi phượt xa nhà. Ổ khóa Iso Star Stop xe hơi chế quà với cái chữ là Rom, với cái chữ Rom là tên của chủ xe. Mặt nạ trước còn có thêm một cái led L4 thùng CB ở trước chống đổ các chân sau. Ngoài ra cái xe này còn đúng phong cách của touring khi em nó còn được trang bị hai thùng CB phía sau. Phần cản sau CB cho thêm hai thùng là quá lớn, nên để đảm bảo an toàn thì chủ xe còn chế thêm cái xi nhan nằm ngoài. Xe còn được trang bị mâm da dết bạc, bộ nhôm xe đĩa vàng sạch sẽ đến từ Maxen, được biết chủ xe chăm sóc con chiếc cưng mình rất kỹ. Một số hình ảnh chủ xe đang tạo dáng phong trần bên chiến mã, rất phong cách lãng tử, làm các cô gái cũng phải mê mệt. Và so kè cũng thủ nặng ký là winner. Cảm ơn bạn giúp này là cái tiếp, nhớ like, share, subscribe.